Thì các em, chúng ta sẽ làm tiếp phần B trong phần 4 la mã của bài Test for Unit 9 nha. 4 la mã này, phần đọc hiểu A mình làm rồi, giờ mình làm phần B. Read the pages carefully, then choose the correct answers. Đọc đoạn văn một cách cẩn thận, sau đó chọn câu trả lời đúng. Cái bài đọc này, Flash flood kills scores of Moroccans. Lũ quét giết chết hàng chục người Maroc. Flash flood là lũ quét. Scores, cái chữ scores này mới đầu chúng ta nhìn giống như là kiểu như là ghi bàn, ghi điểm ấy nha. Nhưng mà chữ scores này nó có nghĩa là một nhóm người, rất là nhiều người, từ 20 người trở lên, 20 người trở lên, nên chúng ta sẽ dịch là hàng chục. Moroccans là người Maroc. Tên của đất nước này là Morocco. Tên chính thức của nó là Vương quốc Maroc, là một quốc gia ở Bắc Phi. Các em có thể search Google để tìm hiểu thông tin. Tại vì cô thấy cái này nó lạ lắm luôn ha. Cái chữ scores này là hàng chục thì cũng là, cô thấy nó cũng lạ. Và cái đất nước Morocco cũng lạ nữa. Rồi, Casablanca, the 24th of September. Casablanca ngày 24 tháng 9. UPIA flash flood swept across the coastal plain about 100 miles southwest of here, killing a large number of villagers in a marketplace yesterday morning. UPIA chắc là tên của cơn lũ quét này á. Cơn lũ quét UPIA đã quét qua vùng đồng bằng ven biển khoảng 100 dặm về phía tây nam của cái khu vực này, của cái nơi này, tức là Casablanca up here, nghĩa là ở đây nè, làm chết rất nhiều người dân trong làng ở một khu chợ vào buổi sáng ngày hôm qua. Reporters from the area said 75 bodies had been counted and dozens of people were missing. Các phóng viên từ khu vực đưa tin là đã có 75 thi thể được xác nhận, và dozen of people là nhiều người đang mất tích. The flood followed heavy rains which filled the coastal plains dry creek beds to overflowing. Cơn lũ kéo theo những cơn mưa lớn. Những cơn mưa này làm đầy những cái lạch khô của đồng bằng ven biển rồi chảy tràn qua. Họ đang miêu tả cái quá trình mà cơn lũ quét qua đó, quét qua như thế nào đó. The flood crest several feet high hit the village of Camas Negut at mid-morning yesterday as farmers from the surrounding area joined townsfolk in an open marketplace. Đỉnh lũ cao vài feet đã tấn công vào làng Camas Negut vào giữa buổi sáng ngày hôm qua, khi những người nông dân từ những cái khu vực xung quanh đang tham gia, đang có mặt tại một khu chợ mở. The roaring water swept the village's flimsy dwelling places. The market, shedders, shoppers, cattle and farm implements were almost as soon as it started. The reporters said, as the crest swept out to sea, rescue workers quickly moved into the area from Shafi, about 25 miles further south. Dòng nước ầm ầm quét qua những nơi trú ngụ mỏng manh của ngôi làng, khu chợ, những người mua sắm, gia súc và những cái dụng cụ đồ dùng nông trại, gần như ngay khi nó bắt đầu. Các phóng viên nói rằng ngay khi đỉnh lũ tràn ra ngoài biển, các nhân viên cứu hộ sẽ nhanh chóng di chuyển vào khu vực từ Safi, khoảng xa hơn 25 dặm về phía nam. Ngay khi đỉnh lũ tràn ra biển, thì các nhân viên cứu hộ sẽ nhanh chóng di chuyển vào khu vực này từ Safi, khoảng hơn 25 dặm về phía nam. Ở đây người ta có giải thích nghĩa cho các em nè. Scores, rất nhiều. Great, ngọn sóng, flimsy dễ đổ.
Câu số 9, when did the flood occur? Cơn lũ xuất hiện khi nào? Vào sáng ngày 24 tháng 9 hả? Hay là 23? Hay là buổi trưa ngày 24? Hay là trưa ngày 23? Em xem lại đoạn văn nè. Ở đây nó để là ngày 24 tháng 9. Nhưng đây là một cái bài báo. Sẽ có cái đoạn nó miêu tả, nó sẽ nói về cái cơn lũ nè. Yesterday morning, vào sáng ngày hôm qua. Đó, cơn lũ này. Vào sáng ngày hôm qua, trong khi bài báo nó nói là ngày 24 tháng 9, và ngày hôm qua thì sẽ là vào sáng ngày 23. Cho nên đáp án của chúng ta sẽ chọn câu C. On the morning of September the 23rd. Câu số 10. In which country is the village which was flooded? Cái ngôi làng của quốc gia nào bị lũ lụt? Ngôi làng ở quốc gia nào? Kamisnagut là tên của ngôi làng. Casablanca là tên của cái thành phố lớn nhất ở Morocco, của cái nước Maroc. Cái nước đó, which country, nước đó thì tên là Morocco. Chúng ta chọn cái này ha, chọn đáp án đi. Safi cũng là tên của một thành phố ở Maroc luôn. Câu số 11. What happened to the creek beds? Creek beds có nghĩa là những lòng sông, lòng suối đã bị cạn nước. Ta còn gọi là những cái lạch. Chuyện gì đã xảy ra với những cái lòng sông, lòng suối bị cạn nước rồi? Câu A thì họ nói là they were swept for miles across the plains. Chúng bị cuốn hàng dặm qua những cái đồng bằng. Không phải nha. The mattress on them were ruined by the flood water. Cái lớp đệm phía trên chúng bị phá hủy bởi nước lũ. Không phải. They were flooded. Chúng bị lũ tràn. Đúng rồi. Chúng bị lũ làm cho tràn. Làm tràn luôn. Chỗ này này các em. With fill the coastal plain dry creek beds to overflowing. Tại vì cơn lũ này kéo theo những cơn mưa lớn, cho nên nó đã làm tràn những cái lạch khô hạn và lũ nó tràn qua, rồi sau đó tràn qua. Câu số 12. What happened to the crest of the flood water eventually? Cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra với the crest là ngọn sóng. Cái ngọn sóng lũ, ngọn sóng của nước lũ. It went down the drain. Nó chảy ra mương, không phải ha. It went into the sea đây, nó chảy ra biển. Còn này, it was evaporated. Bị bốc hơi bởi nắng mặt trời. Soak. Có nghĩa là thấm. Nó thấm vào, nó bị ngấm vào trong lòng đất. Câu số 13. What does flash mean in line one of the passage? Cái chữ flash ở trong dòng số 1 của đoạn văn có nghĩa là gì? Flash, flood. Có nghĩa là sudden. Bất ngờ, bất thình lình. Rất là nhanh. Chúng ta sang phần 5 la mã. Speaking. Choose the sentence or phrase A, B, C, or D that best fits the blank space. Chọn câu hoặc là cụm từ mà điền vào chỗ trống phù hợp. 1. Hi Bill, congratulations. Theo Bill, xin chúc mừng bạn. Thì mình sẽ nói là thank you, cảm ơn. Khi được chúc mừng mình sẽ nói cảm ơn. 2. Thanks for doing that. Cảm ơn vì đã làm điều đó. It's a pleasure. Rất hân hạnh, rất sẵn lòng. Thực ra thì nếu như mà ở ngoài đời, nếu mà được cảm ơn, mình cũng có thể nói nó set on, không có gì cả đâu, đúng không? Nhưng mà ở đây mình chọn đáp án A nhé. It's a pleasure. Đó là một niềm vinh hạnh khi được làm điều đó cho ai đó. 3. He's a secondary school teacher.
Anh ấy là giáo viên trường trung học cơ sở. Secondary là trường trung học cơ sở. Đây, vậy mình sẽ hỏi anh ấy làm nghề gì? What do your father do? Hỏi ba bạn làm nghề gì? Your father. Mình trả lời là ông ấy. For, excuse me, where is the post office? Xin lỗi, bưu điện ở đâu vậy ạ? It's over there, ở đằng kia. Rồi, mình sẽ chọn cái này nha. Còn chữ let me see là để tôi nghĩ đã. Thì sau khi nghĩ thì mình cũng sẽ phải trả lời người ta. Còn trong trường hợp này nếu chữ nói let me see không thì nó không phù hợp. I'm not sure, tôi không chắc. Mình đã nói cái gì đâu mà mình kêu không chắc. Cái này thì không có nghĩa. Rồi, chúng ta sang phần 6 La Mã. Writing. Choose one sentence that has the same meaning as the root. Chọn câu mà có nghĩa tương tự giống với câu người ta đã cho. One, despite the heavy snow, we got home on time. Mặc dù tuyết rất là lớn nhưng chúng tôi cũng về nhà đúng giờ. Mặc dù despite cộng với cụm danh từ mình đề, đây là mình đề chỉ sự nhượng bộ các em. Cái này là mình đề chỉ sự nhượng bộ ha. It snow heavily, therefore we got home. Cái này vì tuyết rơi lớn, vì vậy chúng tôi về nhà đúng giờ thì cũng không phải. Cái này mặc dù tuyết rơi lớn nhưng chúng tôi về nhà đúng giờ. Tuyết rơi lớn, tuy nhiên chúng tôi vẫn về nhà đúng giờ. Cũng có thể chúng tôi về nhà đúng giờ bởi vì chúng ta chọn câu B nha. Hồi nãy cô lỡ cô xóa cái chữ however. Tuyết rơi lớn, tuy nhiên chúng tôi vẫn trở về nhà đúng giờ. Câu số 2. John Wayne, who is our next door neighbor, is a lawyer. Lawyer là một luật sư. John Wayne, người mà sống kế bên nhà của chúng ta đó, đó là một luật sư. Ở đây người ta dùng mệnh đề quan hệ. Tại đây là tên riêng cho nên có dấu phẩy nè. Chúng ta xem thử nào. John Way là người, là hàng xóm của chúng ta, người sống kế nhà chúng ta. Chỗ đó sao, cái chỗ này sai rồi. Nhà của John Way ở giữa nhà của chúng ta. Sai rồi. Our next door neighbor, John Way and a lawyer. Không phải chỗ này. We live next door to a lawyer whose name is John Way. Chúng ta sống kế bên một luật sư. Tên của người đó là John Way. Rồi đáp án là câu D nhé. Tên của người đó ở đây họ chuyển thành cũng dùng mình đều quan hệ nhưng mà dùng lại từ quan hệ dạng sở hữu. 3. Study harder or you won't pass the exam. Học hành chăm chỉ hơn đi. Nếu không thì bạn sẽ không vượt qua kỳ thi đâu. Or want, nếu không. Chữ này nó sẽ bằng chữ unless. Để cô dịch thử unless câu này nó có đúng không nha. Unless, nếu bạn không học hành chăm chỉ, bạn sẽ vượt qua kỳ thi. Nếu bạn không học hành chăm chỉ, bạn sẽ vượt qua kỳ thi. Không, cái này bị sai nghĩa rồi. Only if, chỉ nếu bạn học hành chăm chỉ, bạn sẽ thất bại trong kỳ thi. Sai luôn ha. Câu C. If you don't study harder, nếu bạn không học hành chăm chỉ, you will fail the exam. Câu này đúng này. Nếu mà không học hành chăm chỉ, bạn sẽ trượt kỳ thi. Chọn luôn câu C đi. Cái này thì nếu mà không vượt qua kỳ thi lại hoàn toàn khác rồi. Câu số 4. John has never eaten with chopsticks before. John chưa từng ăn bằng đũa trước đây. John đã từng. John không thích. Cũng sai. John không biết cách sử dụng đũa. Đây là lần đầu tiên John ăn bằng đũa. Này, chúng ta chọn câu D. Chưa từng ăn trước đây. Chưa từng ăn bằng đũa trước đây có nghĩa đây là lần đầu tiên cậu ấy ăn bằng đũa. Chúng ta sang phần B. Choose the phrases or sentences that best complete the sentences.
chọn cụm từ hoặc là câu mà hoàn thành phù hợp cho các câu sau. Claire can ski and do với show là cũng vậy, còn either với neither là cũng không. Tuy nhiên either sẽ đặt ở cuối câu, còn neither thì đặt ở đầu câu. Và đảo ngữ, nhưng câu này neither đặt ở cuối câu là sai, mà câu này either đặt ở đầu câu là sai. Nó chọn câu C, neither đặt ở đầu câu và đảo ngữ. Đảo chữ can lên trước Melanie. Melanie cũng không. Bản thân chữ neither nó có nghĩa là cũng không rồi, cho nên là chữ can này ở dạng khẳng định. Còn chữ either thì phải đi với not thì mới có nghĩa là cũng không nhé. Nhưng mà nó đặt ở cuối câu. Nếu mà cái câu này nó đổi thành Melanie can't either thì đúng. Câu số 6. You should wash your hands. Bạn nên rửa tay. When you have meal, khi bạn dùng bữa. Before you have meal, trước khi bạn dùng bữa. Có chọn câu B nhé. Trước khi bạn dùng bữa. Before you have meals. Câu số 7. Could you tell me? Bạn có thể nói với tôi. Cái câu này nó đảo ngữ là bị sai rồi này các em. Câu này nó cũng bị đảo ngữ. He is in which class? Anh ấy ở trong lớp nào? Hay là which class he is in? Anh ấy ở trong lớp nào? Hai câu này thì chúng ta chọn câu D nhé. Could you tell me which class he is in? Cái này giống như là câu tường thuật của câu hỏi. Có từ để hỏi which class sau cái động từ tường thuật này, tell nè. Thì chúng ta sẽ thường thuật cái thì chúng ta sẽ đưa cái từ để hỏi xuống which class trước rồi mới viết lại cái mình đề phía sau, nhưng mà không có đảo ngữ nha, tại vì nó không còn là câu hỏi nữa và chúng ta không có đảo ngữ, cho nên những cái câu này bị đảo ngữ là sai nè. He in. Câu số 8. Go to the basement immediately. Đi xuống tầng hầm ngay lập tức. Phía trước đây là một mệnh đề gì đây mà phía sau nó dùng một dạng câu mệnh lệnh. Nếu một cơn bão đến, à chỗ này nếu mà dùng if thì không dùng will rồi. Bởi vì cơn bão đến, đi xuống tầng hầm ngay lập tức. S thì là bởi vì. Không đúng. Nếu cơn bão đến, mặc dù cơn bão đến chữ trâu này không phải, chúng ta chọn câu B nha. Câu này có nghĩa là nếu cơn bão đến thì hãy đi xuống tầng hầm ngay lập tức. Mình để if đó các em. Cái này là đảo ngữ của mình để if á. Should. Câu điều kiện loại 1, đảo ngữ của câu điều kiện loại 1. Nó sẽ là if a tornado comes. Nhưng mà đảo ra thì nó sẽ thành should a tornado come. Some, chúng ta some test for unit 9. Tạm biệt các em nha. Hôm sau mình sẽ làm test cho sale.